Ok, hello, chào mừng tất cả các bạn quay lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Nam Gamer đây bạn. Ok, thì ở video này thì mình sẽ chia sẻ cho một số bạn vẫn chưa biết cách để mà có thể kiếm được rất nhiều tiền, thật nhiều GDP trên cái tựa game Bus Indonesia này. Thì hôm nay thì các bạn sẽ được mình chia sẻ thật là kỹ, thật là tương tận. Thì nếu các bạn xem và cảm thấy là mình đã làm này rồi thì có thể bỏ qua. Còn bạn nào mà chưa biết cách thì có thể xem video sau thì các bạn sẽ làm được nha. Thì các bạn có thể kiếm được hơn 2 triệu GDP mỗi ngày. Đó, mình chắc chắn như vậy. Thì đầu tiên thì mình sẽ nói cách thứ nhất là các bạn nhìn thấy hiện tại trên màn hình, ở trên góc phải màn hình trong hộp quà nó có số 2 không? Thì cứ 25 phút thì nó sẽ reset lại, nó sẽ cho các bạn hai cái phần quà này. Một phần quà đầu tiên thì các bạn xem này, nhấp vào quảng cáo đầu tiên các bạn sẽ xem được, sẽ được 10.000. Sẽ được 10.000 nha. Nhấp vào nha, mình nhấp vào này. Ok, xem một quảng cáo rồi bạn. Đó, một quảng cáo nó đã được xem rồi thì nó đã cộng thêm cho mình 10.000 là 103.000. Hồi nãy là 93.000 đó. Rồi, thì hiện tại các bạn nhìn thấy số 1, bây giờ còn một phần quà thôi, bạn nhấp vào tiếp nữa. Thì nó sẽ cho các bạn lần xem này được 15.000. Đó, thì tổng cộng 2 lần là các bạn có 25.000. Thì các bạn cứ tính là bình quân là 25 phút nó sẽ reset lại thì các bạn sẽ được một lần. Thì tính ra là trong vòng a few moments later bao nhiêu ta? Một 25 phút á. 25 phút. Vậy là các bạn sẽ được 25.000. Thì cứ tính đi. 50 phút là sẽ bạn sẽ có 30.000. 50.000 chứ. Đúng rồi. 50 phút sẽ được 50.000 đây, mình cứ tính đại loại như vậy đi các bạn. Thì các bạn sẽ tính bình quân là một ngày 24 giờ nhưng mà mấy giờ bạn ngủ, mình nói gì còn 8 giờ bạn ngủ đi thì sẽ có còn là 12 giờ đi. Thì trong vòng 12 giờ đó thì các bạn có thể xem quảng cáo thì từ hai bạn chia ra thì các bạn tính như nào. À, cứ mình cứ cho 1 tiếng đi. 1 tiếng thì các bạn sẽ có được 50. 1 tiếng là được 50.000 đi. 1 tiếng là được 50.000. Đúng không? Tại vì 25.000 là các bạn được 25 mà, trên 1 tiếng là cho 60 phút thì được 50.000 đi. Thì 12 tiếng là nhiêu? 12 tiếng là các bạn chỉ có 600.000 rồi. Rất là nhiều đúng không? Bên cạnh đó thì trong cái thời gian mà 25 phút đó các bạn có thể chạy những nhiệm vụ tiếp theo nữa. Thì cái đó thì mình sẽ hướng dẫn trong phần tiếp theo này. Rồi, ở cái phần cúp, cái cúp này các bạn, cái cúp thì đây là những cái nhiệm vụ mà các bạn hoàn thành thì nó sẽ tặng cho bạn những cái đồng tương ứng. Giống như là chơi hoàn thành 10 lần mod đó thì được 55.000, thì mình đã được 2 lần rồi này. Rồi thay đổi cái skin 100 lần. Thay đổi skin boss 100 lần thì được 50.000 đó, nó rất là nhiều. Và các bạn tích góp được 2 triệu GDP thì nó tặng các bạn 200.000, rất là đã luôn. Và phía dưới đây là những cái mình đã hoàn thành đó bạn, mình đã thu được rất là nhiều tiền này. Để coi cái số tiền mà nhiều nhất mình đã thu được như thế nào nha. Nhiều nhất mình thu được là wow. Tại vì cái game này mình mới cài lại cho nên mình mới chơi lại cho nên mình hoàn thành không có nhiều bạn. Thì đây là cái thứ hai mà bạn có thể kiếm tiền. Cái thứ ba nữa thì các bạn sẽ chọn những cái phần nè, tour mode này. Tour mode thì ở trong cái phần này các bạn nhìn thấy là trên này nó có rất là nhiều những cái nhiệm vụ bạn nhấp vào này. Đó, nó kèm theo hoàn thành nhiệm vụ là có 70.000. Hoàn thành nhiệm vụ 70.000 rồi những cái tiếp theo 84.000 đó. 18.000. Nó rất là nhiều. Rồi, bởi mình chọn cái 18.000 để mình trải nghiệm cho các bạn xem nha. Và sau khi các bạn hoàn thành chuyến này thì nó sẽ cho các bạn xem quảng cáo. Nếu các bạn chọn xem quảng cáo thì nó sẽ cho các bạn nhân đôi lên là bạn được 36.000. Đó. Mà chạy cái chuyến này rất là nhanh luôn, chạy cái chuyến này cực kỳ nhanh, anh cứ chạy trong vòng 2-3 phút là các bạn có hoàn thành chuyến này rồi, cho nên là cứ 10 mình cho 10 phút đi. 10 phút thì nó sẽ được 36.000. Và các bạn cứ nhân lên đi. 1 tiếng nhận lên là 130.000 đúng không? Rất là nhiều tiền luôn. Rồi, cho nên là cứ nhân đi 12 tiếng là nhiều 1 triệu mấy rồi. Đó, thì trong vòng 1 ngày các bạn có thể kiếm được trên 2 triệu GDP. Bây giờ mình sẽ review cho bạn cái chuyến này nha. Mình đi cái chuyến này cho các bạn xem này, 18.000 nó sẽ nhân lên như thế nào nha.
đó, các bạn cái thời gian rảnh, các bạn rảnh rảnh các bạn ngồi, các bạn làm, các bạn lái thì nó rất là nhanh kiếm tiền luôn đó. Thì hôm nay mình sử dụng chiếc xe này để mình review cho các bạn xem, mình sẽ chạy một chuyến này cho các bạn xem đó nha. Và chuyến này thì mình sẽ tua nhanh để cho nó mỗi mất nhiều thời gian các bạn. Khi mình chơi á, thì mẹ kiếm là một quân này 1 triệu mấy á, cho nên là mỗi lần mà livestream lên mạng khoe là em có thêm 1 triệu hơn 1 triệu mà. Mình sẽ vô cho các bạn xem cái trong này nó có một cái mê cung. Các bạn thấy mê cung này không? Mê cung này thì mình đi lên chỗ nào ta? Đi lên chỗ kia, đúng rồi. Mình đi vô trong kia các bạn. Còn là review mê cung thôi nhé các bạn. Mình review mê cung thôi, còn ở phần chính thì mình sẽ đây là cái mê cung rất là đẹp luôn, các bạn nhìn thấy này. Bây giờ thì chạy qua mê cung chơi các bạn đó. Mê cung này thì nói chung là khá là mới luôn đó, chưa thì rất là rộng nha. Đây là một cái trò chơi trốn tìm mà các bạn có thể chơi này. Đó, các bạn thấy không? Hiện tại thì trên nó có RP là 18.055 và dưới các bạn xem 100% bonus. Nếu bạn xem quảng cáo thì các bạn sẽ được 36.000, nó nhân double lên. Đó thì qua đây thì mình đã cho các bạn thấy là cách kiếm tiền như thế nào nó nhanh, đúng không? Bây giờ mình sẽ nhấp cho xem quảng cáo này. À, sau khi mình xem quảng cáo thì đã báo là mình đã đạt được 36.000. Ok. Đó, các bạn thấy không? Hiện tại thì số tiền của mình đã lên 139.000 rồi. Đó. Thì hy vọng thì qua cách này. Các bạn thấy hồi nãy mình xem quảng cáo bây giờ nó vẫn hiện số 2 đúng không?
nó rất là nhanh luôn. Thì hy vọng qua video này thì các anh đã chia sẻ được phần nào cho một số bạn nào chưa biết cách kiếm tiền kỳ nhanh nha. Thì các bạn làm theo cái hướng dẫn của mình thì các bạn sẽ có rất rất là nhiều tiền để sở hữu mua những chiếc xe trong cái shop này nè, mua tất cả những chiếc xe trong shop này. Đó, những chiếc xe này các bạn, thì mình vừa mới mua một chiếc xe 1,8 triệu này, đó, xe này mình đã sở hữu rồi này. Và bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể mua được tài xế nữa nha. Tiền nhiều để làm gì? Tiền nhiều để làm gì? Driver này đó, tài xế 2 triệu này, 1 triệu rưỡi này, các bạn thấy không? Nhìn tướng rất là ngầu luôn. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video của mình. Và hy vọng các bạn đừng quên là để lại cho một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn mọi người ở video sau. Bye bye mọi người nha.